đây? Bắt gì đây? Bắt ốc sên được không? Bắt cua lại bắt ốc sên. Bắt gì đây? Bắt cua được sao đâu? Đi Giang nó bắt gì đây? Có bắt được không? Không bạn. Nó trốn kỹ lắm. Nó trốn kỹ lắm. Anh đi bắt cua à? Đi bắt cua bắt được mấy con à? Sò. Sò á? Đừng bắt cua. Cua không tập bắt tại vì nó cũng là. Đấy. Cua. Đây có một con này. Có một con cua này. Này, hai con luôn này. Đấy, 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 đấy. Hai con luôn này. Đây là hai. Có hai con này. Không ơi. Ơ, kia là con gì à? Đây con gì à? Xem nó cắn không? Đấy. Chạy mất đấy. Nghĩa ngó một con à? Em ơi để đây sao đâu? Sợ lắm nó. Chẳng đi. Có để thử thế nào? Để thế nào? Chạy. Và sư càng sợ gì nữa? Mà nó đi. Nghĩa tay á. Nhả nhẹ nhàng qua đây giống em này. Nó chạy sao? Con mệt thế. Cua đá nó có lông. Nó đi. Đấy, này nhìn này, đấy. Cua chẳng nó cứ đi. Đây nhìn này đấy. Nó chưa này không đi này. Ôi, nó chạy mất. Nhẹ thôi. Nhẹ không nó chạy là trốn mất. Dạ. Bắt lại. Cua nó cứ phần nước này. Con này làm ăn con nước trong ngừa, trong mồm. Nhớ để xuống nào cháu bật hết càng ở chân nó cháu sợ. Nó chạy sao? Cứ đặt xuống em có chạy không? Đây nó chạy đâu rồi. Ghê vãi. Con này đang chửi ở trong bụng. Cháu bảo thế là càng thôi, cháu sợ. Cho nó kết tử hình. Minh Béo. Minh Béo. Ông à, không có xem cho sớt cửa, xem cho các bạn xem con gì này. Ông à. Ừ. Thì ra ngoài bắt được ốc rồi, bao nhiêu ốc rồi? Để cho người gọt. Ốc bé tí. Có ốc à? Còn ốc không? Dập chân, dứt chân đấy. Cái kia biết bố ơi. Không, giết. Tởm vãi. Biết như con với nhau. Ai? Đang cái gì? Đại củ quá. Đây các bạn đang bắt cua ấy, bắt cả ốc sên này. Mày bảo
vào cho. Đang tím đấy này. Con bắt được đấy. Không, không nhả này. Tay đúng là tay à? Đây là con bị... bắt được đấy. Cua bắt càng rồi. Kinh lắm. Bắt càng rồi. Con càng... không biết chụp ảnh cái kiểu càng bắt cắt vào tay nữa. Kinh quá chút kiểu. Để ý nè. Nhả rồi. Trèo lên đá nó còn ngã đấy. Nhưng mà thả cái đây nó chạy mất nhá. Nó sẽ hình góc rồi. Khóc, khóc nhà trẻ thiêu. Không ai bởi bây giờ nào đi nào ra đây. Thì đứng đấy, thì đứng đấy, thì đứng đấy. Đứng đấy. Làm sao? Cua này, cua này.